Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Dư lượng viên, lực lượng góp phần làm băng hoại xã hội. Ngày 29 tháng 8, báo Tiếng Dân đăng bài bình luận của tác giả Hạo Nhiên với tựa đề Dư lượng viên phá hoại đất nước như thế nào. Tác giả cho biết, khoảng 2 tuần qua, những người quan tâm đến thời cuộc đều tỏ ra hết sức kinh ngạc và bất bình khi thấy có cuộc tấn công tấp nập của các dư lượng viên vào Đại học Fulbright, một cơ sở giáo dục phi lợi nhuận do Hoa Kỳ tài trợ nhằm đào tạo nhân tài về quản lý kinh tế cho Việt Nam. Và đây là hình bài trên báo Tiến Dân. Tác giả phân tích ngạc nhiên là vì giữa Việt và Mỹ đã và đang có mối quan hệ ngoại giao ngày càng tốt đẹp, thậm chí đã nâng lên tầm quan hệ chiến lược toàn diện. Những kẻ tấn công làm như vậy thì có khác gì chửi thẳng vào mặt quốc gia đã giúp đỡ mình? Các nhóm dư luận viên kể trên đã thực hiện cuộc tấn công nhằm bẻ lái dư luận một cách rất hăng hái bằng những lời lẽ quy chụp nặng nề vô căn cứ đối với đại học Fulbright khi cho rằng Fulbright là lò đào tạo phản động do Mỹ lập ra là ổ dạy làm cách mạng mạo. Theo tác giả, điều kinh ngạc tiếp theo là theo báo điện tử chính phủ chiều ngày 26 tháng 8, trả lời câu hỏi của phóng viên về đại học Fulbright, người phát ngôn Bộ ngoại giao Việt Nam nêu rõ rằng đại học Fulbright Việt Nam là thành quả của sự hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, nhất là trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Việt Nam hoan nghênh các hoạt động của Đại học Fulbright Việt Nam như đã được khẳng định trong tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ Việt Nam và Hoa Kỳ lên đối tác chiến lược toàn diện năm 2023. Và đây là hình trường đại học Fulbright Việt Nam. Tác giả thắc mắc, vậy nghĩa là thế nào? Cuộc tấn công vừa rồi vào đại học Fulbright là do sự tự phát của một số dư luận viên bảo hoàng hơn vua hay do chủ trương của ban tuyên giáo trung ương? Nếu tự phát mà trái ngược với đường lối chính thống của quốc gia thì tại sao ban tuyên giáo trung ương không ngăn cản. Tác giả dẫn trang Wikipedia theo đó dư luận viên là các cá nhân, nhóm người được chính phủ thuê, hướng dẫn và đào tạo để thực hiện tuyên truyền, tranh luận và hướng dẫn dư luận về mặt nội dung trên mạng internet. Vẫn theo tác giả, ở Việt Nam, người ta lập hàng chục trang báo mạng đặt tên nghe rất kêu như nhân văn đất Việt, nhân quyền, nhưng trên thực tế là để tiêu diệt nhân văn, trấn áp nhân quyền trù dập những tiếng nói dân chủ đòi hỏi, đòi cải cách xã hội. Tuy nhiên, sở dĩ một số trang mạng xã hội của dư luận viên vẫn tồn tại vì nó vẫn được một số người tin theo. Đó là những kẻ thường dân ngây thơ hồn nhiên hoặc cán bộ công nhân viên bị ru ngủ lâu ngày bằng những lời lẽ tuyên truyền giả dối không còn thích hợp thời đại mới. Và đây là hình áp phích cổ động cho lực lượng dư luận viên. Tác giả cho rằng, ngày nay trong thời đại Internet, thế giới đã phản ra dân vị có đến 90% biết sử dụng điện thoại thông minh, mọi sự thật dần dần được phơi bày đầy đủ nên tác dụng của dư luận viên đã và đang bị suy giảm. Tác giả nhận định, việc muốn ngăn chặn dư luận trái chiều sẽ không khả thi vì một người vượt đèn đỏ thì viên cảnh sát giao thông có thể thổi còi chặn lại được, chứ đến hàng trăm người cùng vượt thì cảnh sát cũng đành phải bó tay. Tác giả đánh giá, qua vụ tấn công hớ đối với Đại học Fulbright vừa rồi, cũng như qua các tác động ngược trong việc sử dụng lực lượng dư luận viên, có lẽ đã đến lúc ban tuyên giáo trung ương cần dẹp bỏ đội ngũ này. Tác giả đưa ra lời khuyên để chuẩn bị cho cuộc sống tương lai gần, giới dư luận viên nên bắt đầu chuyển hướng. Thay vì tiếp tục những việc làm như cũ, phá hoại hướng tiến tới của quốc gia dân tộc, quý vị hãy dùng tài năng về miệng lưỡi, kỹ năng ngôn luận của mình đã thẳng vào bọn sâu dân một nước. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin dư lượng viên lực lượng góp phần làm băng hoại xã hội xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất Kim Vũ Xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới Kim Vũ Xin kính chào quý vị và các bạn kính mời các bạn xem bản tin những vấn đề quan trọng trong chuyến thăm Hoa Kỳ sắp tới của tổng bí thư Tô Lâm ngày 27 tháng 8 FA tiếng Việt bình luận ông Tô Lâm đi Mỹ, đâu là trọng tâm của chuyến thăm. AFA dẫn một nguồn tin cho biết, Tổng bí thư kiêm chủ tịch nước Tô Lâm có thể sẽ tham dự kỳ họp thứ 79 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc kéo dài từ ngày 10 tháng 9 đến ngày 24 tháng 9 tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin chính thức rằng ông Tô Lâm có kết hợp chuyến làm việc tại Liên Hiệp Quốc với một chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ hay không. Và đây là hình bài trên AFA. Theo giới thọ tin, Hiện hai bên đang thương lượng nhiều vấn đề để quyết định về chuyến thăm này. AFA dẫn nhận định của nhà nghiên cứu Hoàng Việt cho rằng, trong trường hợp ông Tô Lâm thăm chính thức Hoa Kỳ và hội kiến cùng Tổng thống Joe Biden, thì hai bên sẽ phải có quà cho nhau. Nếu Tổng thống Biden gặp Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, thì món quà có thể là ông Biden ra một sắc lệnh nào đó trong thẩm quyền của ông ấy, tạm thời giảm thuế cho một số mặt hàng của Việt Nam. AFA cho biết theo thông tin từ chính phủ hai nước hiện đang có hai thứ trưởng ngoại giao mỹ thăm việt nam gần như cùng lúc nhiều nhà quan sát cho rằng phải chăng hai chuyến thăm phản ánh hai mối quan tâm chủ chốt của hoa kỳ đối với việt nam như quốc phòng an ninh và nhân quyền nhân đạo afa dẫn đánh giá của luật sư vũ đức khanh từ canada về một số vấn đề trong quan hệ việt mỹ nhân các chuyển động ngoại giao giữa hai nước hiện nay và sắp tới và đây là hình tổng bí thư chủ tịch nước tô lâm Ông Khanh cho rằng có thể cả hai bên sẽ tập trung vào một số vấn đề quan trọng như sau. Một là an ninh khu vực. Việt Nam và Hoa Kỳ có thể tập trung thảo luận về tình hình Biển Đông và sự cân bằng quyền lực ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương khi Việt Nam ngày càng chịu nhiều áp lực từ Trung Quốc, trong khi Mỹ, Việt vừa nâng cấp ban giao lên hàng đầu đối tác chiến lược toàn diện vào ngày 10 tháng 9 năm 2023. Hai là hợp tác kinh tế. Việt Nam luôn nhấn mạnh và đề cao việc hợp tác kinh tế nền tảng của những quan hệ bền vững hiện tại cũng như tương lai với Mỹ và phương Tây trong bối cảnh ngày càng hội nhập sâu rộng hơn với cộng đồng quốc tế. Ba là nhân quyền, vì chính phủ Mỹ sẽ tiếp tục nhấn mạnh vấn đề nhân quyền và yêu cầu cải thiện về tự do ngôn luận, tự do tôn giáo và các quyền dân sự khác tại Việt Nam. Bình luận về chuyến thăm Trung Quốc và việc ký 14 thỏa thuận hợp tác, ông Khanh chia sẻ. Tôi nghĩ ông Tô Lâm đang rất muốn thể hiện một chính sách đối ngoại cân bằng bằng cách thăm Hoa Kỳ. Điều này sẽ giúp Việt Nam duy trì sự độc lập và không bị quá phụ thuộc vào bất kỳ một quốc gia nào, đặc biệt là trong bối cảnh cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc ngày càng gay gắt và quyết liệt hơn. Và đây là hình tổng thống Joe Biden. Ông Khanh nói tiếp, ngoài ra, ông Tô Lâm sẽ tăng cường hợp tác kinh tế với Hoa Kỳ để tạo ra một sự đối trọng với các thỏa thuận kinh tế với Trung Quốc. Việt Nam mong muốn trở thành một mắt xích không thể thiếu trong chuỗi cung ứng toàn cầu bất chấp những nỗ lực của Trung Quốc thông qua hệ thống kinh tế BRICS, cuối cùng ông ấy sẽ chú trọng vào hợp tác khoa học và công nghệ, cải thiện quan hệ hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ cao, năng lượng sạch, xanh, tái tạo và y tế. Một vấn đề khác đang được chú ý trong bối cảnh ngoại giao là quyết định đặc xá tù nhân nhân dịp ngày 2 tháng 9. Theo luật sư Thành, việc thả tù nhân bị kết án theo các điều 88, 117 và 331 của Bộ luật hình sự là một vấn đề khá tế nhị nhất là trong giai đoạn đang củng cố quyền lực như hiện nay. Ông Tô Lâm có thể sử dụng những chuyến công du hải ngoại đến các quốc gia phương Tây và quyết định ân xá như một công cụ ngoại giao để thể hiện sự linh hoạt và cải thiện hình ảnh quốc tế của Việt Nam, nhưng sẽ luôn đặt sự ổn định và kiểm soát chính trị lên hàng đầu." Ông Khanh nhận định. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin. Những vấn đề quan trọng trong chuyến thăm Hoa Kỳ sắp tới của Tổng Bí thư Tô Lâm Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.